Xin chào và chào mừng các bạn đã quay lại channel của Hello Shop. Cứ mỗi đầu năm mới thì sẽ có rất nhiều thông tin và những tin đồn xung quanh những sản phẩm mà Apple dự định cho ra mắt trong năm mới. Và trong video hôm nay, mình sẽ tổng hợp những thông tin về những sản phẩm mà Apple có thể sẽ ra mắt trong năm 2021 này. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Và nếu như bạn nào yêu thích những nội dung về game của Hello Shop thì subscribe kênh Say Game. Mình sẽ để link đăng ký dưới phần mô tả cho các bạn. Và hiện tại tụi mình đang có chương trình giveaway tay cầm Xbox One S, thì các bạn có thể truy cập vào fanpage của Hello Shop để xem thể loại tham gia nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với thông tin về mẫu iPhone 13. Theo nguồn tin đến từ một leaker rất nổi tiếng có tên là Michinko, thì thông tin của người này cho biết thì Apple sẽ cho ra mắt 4 mẫu iPhone 13 với kích thước giống y chang với là kích thước của 4 mẫu iPhone 12 đã cho ra mắt vào năm 2020. Lần lượt với kích thước là một mẫu 5,4 inch, 2 mẫu 6,1 inch và 1 mẫu 6,7 inch. Và cũng theo người này, về camera thì mẫu iPhone 13 Pro và Pro Max sẽ được nâng cấp hơn so với lại mẫu iPhone 12 Pro và Pro Max. Cụ thể là từ khẩu 2.4 và có 5 thấu kính được nâng cấp lên khẩu là 1.8 và có 6 thấu kính. Và về phần màn hình thì sẽ được sử dụng màn hình ProMotion 120Hz, chip A15 và chip 5G được nâng cấp từ Qualcomm. Bên cạnh đó thì mẫu iPhone 13 này sẽ được trang bị Touch ID đã được dự đoán theo hai hướng. Một, nó sẽ được tích hợp vào màn hình luôn. Hai, nó sẽ được tích hợp vào nút nguồn giống với dòng iPad Air 4. Và có thêm một nguồn thông tin đến từ Digital Times của Đài Loan thì mẫu iPhone thế hệ mới này sẽ được sử dụng sensor chip để giúp thay đổi cảm biến tốt hơn so với lại iPhone 12 Pro Max hiện tại. Và thời gian dự kiến ra mắt mẫu iPhone mới này sẽ bắt đầu từ giữa năm cho đến cuối năm 2021. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với mẫu iPhone thuộc dòng SE của Apple. Theo leaker Michinko thì tên ban đầu của mẫu iPhone này có thể là iPhone SE Plus. Chiếc iPhone này sẽ có kích thước lớn hơn hẳn so với những mẫu iPhone SE đời trước. iPhone SE Plus sẽ được trang bị bộ vi xử lý Apple A14 được trang bị trên mẫu iPhone 12. Nếu đúng thực sự là như vậy thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm rất tốt trên chiếc điện thoại này. Về thiết kế thì chiếc iPhone này sẽ được thiết kế giống với mẫu iPhone 8 Plus. Với mặt lưng sẽ có cụm camera đôi nằm ngang và ở đằng trước. Theo Michinko thì iPhone SE Plus 2020 sẽ được sở hữu màn hình gần như là không viền. Đồng thời nút Home và tính năng Face ID sẽ được loại bỏ. Và nếu chiếc điện thoại này thật sự ra đời thì dự đoán rằng nó sẽ rất hot. Bởi vì ở thời điểm dịch bệnh hoành hành, kinh tế khó khăn thì mọi người sẽ có nhu cầu tìm một mẫu smartphone có kích thước lớn, hiệu năng sử dụng tốt nhưng giá thành lại hợp lý. Chính vì vậy thì mẫu iPhone SE Plus sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu này. Apple AirTag, đây có lẽ một cái tên mà những người nào quan tâm đến Apple đã nghe ít nhất một lần từ năm ngoái, trước khi iPhone 12 được ra mắt. Cho đến nay thì vẫn chưa có thấy bất kỳ thông tin hay là thông báo gì của Apple về sản phẩm này. Đây là một thiết bị định vị thông qua Bluetooth, giúp ta có thể gắn được vào các đồ vật dụng quan trọng chẳng hạn như chìa khóa, ví tiền, hay AirPods và nhiều vật dụng khác nữa để mà chúng ta có thể theo dõi chúng. Và nếu như chúng ta bị thất lạc thì chúng ta có thể tìm chúng thông qua một ứng dụng ngay trên iPhone của chúng ta. Và để có thể khẳng định thông tin Apple AirTag sẽ được ra mắt vào năm 2021 thì theo trang MacRumor, họ đã tìm thấy một ứng dụng trên iOS 13.2 được cho là dùng để kết nối với Apple AirTag. Và về kích thước của Apple AirTag thì theo John Brosser cho biết nó sẽ có hình dạng như một chiếc nắp chai hình tròn màu trắng. Và bên cạnh đó, Apple AirTag sẽ được cho kèm theo một chiếc bao da giống như hình dạng một chiếc móc khóa, thì chúng ta có thể bỏ Apple AirTag vào đó và móc vào những vật dụng của chúng ta. Thông tin về mẫu kính AR của Apple, hay mọi người có thể gọi là Apple Glass, đã được xuất hiện vào năm ngoái và đã khiến cho cộng đồng iFan cực kỳ háo hức. Theo John Brosser cho biết thì chiếc kính này sẽ có khả năng hiển thị thông tin trên cả hai mắt kính và giao diện người dùng có thể được kiểm soát cả trên và trước thiết bị bằng cử chỉ của người dùng thông qua giao diện Stanford. Thêm vào đó, trang thông tin Bloomberg đã cho biết kính AR của Apple sẽ mang thông tin từ điện thoại của bạn đến trước mặt bạn. Cụ thể thì mắt kính sẽ được đồng bộ với iPhone, sau đó những tin nhắn, email, bản đồ hay các cuộc gọi sẽ được hiển thị trên tầm mắt của người đeo. Chiếc kính thông minh này được cho là có màn hình có độ phân giải cao với camera tích hợp cùng với công nghệ như quét môi trường 3D và phát hiện con người cực kỳ tiên tiến. Đã có một số thông tin rằng Apple đang phát triển một mẫu iPad mới và đó chính là mẫu iPad Pro 12 inch với chiếc màn hình LED mini sử dụng 10.000 đèn LED. Và công nghệ màn hình này sẽ giúp cho chiếc iPad mới mỏng, nhẹ hơn so với chiếc iPad đời trước.
cùng với chiếc màn hình LED mini iPad Pro 12,9 inch có thể sẽ được nâng cấp, bao gồm là kết nối 5G và con chip A14 có hậu tố là X cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, cũng có một số tin đồn về chiếc Apple Pencil mới có thiết kế màu đen, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Còn về thời điểm ra mắt thì theo John Prosser, anh ta đã trả lời một câu hỏi trên trang Twitter của mình có đề cập về thời điểm ra mắt của iPad mới. Thì anh ta đã trả lời ngắn gọn rằng March, có nghĩa là tháng 3. Và đây có lẽ nào là thời điểm mà iPad mới này sẽ được ra mắt. Nếu thực sự như vậy thì đây chắc chắn là một tin vui cho các iFan, bởi vì cái dự đoán của anh chàng này thông thường sẽ có độ chính xác khá là cao. Theo các bạn cũng biết thì năm 2020, Apple đã cho ra mắt hai mẫu MacBook mới thuộc dòng Air và Pro. Và hai mẫu này được chạy con chip Silicon M1 do chính Apple phát triển ra. Và cũng theo trang MacRumor thì năm 2021, Apple sẽ cho ra mắt hai mẫu MacBook Pro chạy chip M1. Nhưng điểm khác biệt đó chính là kích thước lần lượt là 14.1 và 16.1 inch. Cả hai mẫu máy mới này đều sẽ được sử dụng màn hình LED mini. Ngoài ra, Apple cũng đang muốn những sản phẩm máy tính mới của họ dần được thay thế chip Intel bằng chip M1. Bên cạnh đó thì Apple được cho là đang nghiên cứu các mẫu chip silicon mới để sử dụng cho những mẫu máy tính xách tay thế hệ mới tiếp theo của họ. Một số chip đang được phát triển tới 16 lõi nguồn. Apple cũng đang phát triển tùy chọn là GPU 16 và 32 lõi. Tuy nhiên, đó chỉ dừng ở mức độ tin đồn mà thôi và vẫn chưa có thông tin chính thức từ Apple. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thông tin về chiếc Apple Silicon iMac. Theo nguồn tin của Bloomberg cho biết thì Apple đang phát triển một dòng chip mới kế thừa từ chiếc M1 với mong muốn sẽ được sử dụng cho chiếc iMac thế hệ mới của họ. Và con chip này sẽ có hiệu năng vượt xa so với lại con chip mạnh nhất của Intel hiện tại. Một số tin đồn cho biết thì chiếc iMac mới sẽ mang phong cách thiết kế từ chiếc iPad với viền màn hình siêu mỏng. Từ đó Apple có thể nâng cấp kích thước màn hình lên là 23 và 24 inch, trong khi kích thước màn hình của iMac hiện tại là 21,1 inch. Và chiếc iMac này sẽ được dự kiến được phát hành vào mùa xuân đến mùa thu 2021. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thông tin về AirPods. Theo Michinko thì một chiếc AirPods mới sẽ được ra mắt trong năm 2021, có thể được đặt tên là AirPods Pro Lite và sẽ thay thế cho dòng AirPods thông thường. AirPods Pro Lite sẽ có thiết kế giống là AirPods Pro nhưng sẽ không có tính năng chống ồn chủ động và giá thành sẽ rẻ hơn. Bên cạnh đó, theo một số nguồn tin trên Internet thì Apple đang phát triển một phiên bản mới của AirPods Pro. Nó sẽ có thiết kế nhỏ gọn hơn và sử dụng chip không dây mới. Phiên bản AirPods Pro thế hệ mới này sẽ được loại bỏ phần chân ngắn bên phía bên dưới, dẫn đến hình dạng tròn hơn, nhỏ gọn hơn, gần với thiết kế của các loại tai nghe không dây cạnh tranh trên thị trường của những công ty như là Google và Samsung. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thông tin về sản phẩm công nghệ cuối cùng trong danh sách hôm nay, đó chính là Apple Watch Series 7. Theo Michinko cho biết thì mẫu Apple Watch thế hệ mới này sẽ có thiết kế khác hoàn toàn. Và nếu như các bạn để ý thì Apple sẽ có chu kỳ 3 năm cho Apple Watch, thì mỗi 3 năm họ sẽ thay đổi thiết kế một lần. Các bạn có thể xem lại những mẫu thiết kế từ Apple Watch đời đầu cho tới Apple Watch Series 3, tiếp đến Apple Watch Series 4 và Series 6. Cứ 3 năm sẽ có thiết kế giống nhau, và năm thứ 4 sẽ bắt đầu thay đổi thiết kế. Và biết đâu được, Apple Watch Series 7 sẽ có một thiết kế cực kỳ đẹp và khác biệt hoàn toàn so với lại những đời Apple Watch trước. Và ngoài ra, chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin về sản phẩm Apple Watch Series 7. Bây giờ chúng ta chỉ cần tiếp tục chờ đợi những thông tin tiếp theo về nhà sản xuất. Và đó chính là những thông tin mà Apple có thể sẽ cho ra mắt vào trong năm nay. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video từ đây. Thì đừng quên like, share video và subscribe kênh của mình để xem được những video tiếp theo về công nghệ. Và hẹn gặp mọi người trong những video sau.